Giới thiệu với anh em, trên tay của mình đang có một chiếc Canon 1X Mark 3. Cảm ơn anh, đây anh Giang vừa mới ship sang cho mình xong anh mọi người. Trước kia có một con A7-65 với cái 90 Mark Pro. Hôm nay trên tay một con khủng long bạo chúa, đó là một chiếc máy ảnh Canon 1X Mark 3. Chúng ta sẽ... Đây là đầu lọc thẻ. Đây là đầu lọc nhé. Đây các bạn nhé, 1X Mark 3 đây. Chiếc máy thì còn rất là mới luôn. Mới đét luôn. 100L. Đây là một chiếc ống kính 100 nhé các anh em, 100 macro. 2.8 luôn. Trong này còn giới thiệu với anh em mình có thẻ này. Thẻ với đầu đọc thẻ. Có sẵn đích nhá. Cái bàn này cũng được thứ nhất luôn. Đây là bộ sạc nhá anh em, bộ sạc với dây. Dây của dòng máy 1D thì nó sẽ là màu hơi nhả vàng một chút nhá. Đây là dòng trùng cuối. Có con gì đây? Con này là con 270 đấy. 85 IS. Giới thiệu với mọi người thêm một cây 85 nữa, 85 1.4 IS, siêu phẩm chân dung của nhà Canon. 85 này, 100 này, đúng rồi đấy. Anh giới thiệu với mọi người mình có thêm một cây nen nữa, đó là cây 2470 đời 2 nhá. 2470 đời 2 Ultrasonic. Chúng ta sẽ có thêm một cái bao da, cái túi bao da của hãng nhá. Xịn. Anh unbox cái len ra đi, trong này có một cái hút nữa. Rồi, hộp vỏ xuống. Rồi, đây là một chiếc len. Chúng ta sẽ có combo là 2470. Làm rớt cái này, làm cho rớt cái này mất. Rồi. Anh lật cái này lên cho nó chắc ăn. Đây, 2470 đây anh em. Đấy, cả cái này nữa. Cái này cũng là cái... Đấy, anh dựng lên cho em. Rồi, ok, chúng ta có thêm một cây nữa. Có một cây cuối cùng nữa là cây 7200IS3. Đây, bỏ sang đây này. Rồi, chúng ta sẽ khui nốt em 7200IS3 này nha anh em. 7200IS3. Đây mấy cái này mới tinh luôn. Rồi. Bên trong còn một cái dây. Cái dây để đeo ở trong cái hộp. Anh kéo khóa đây. Cái 7200IS3 này là sản xuất cái túi nó khác với cả IS2. Cái túi IS2 nó là màu trắng thôi. IS3 nó là màu đen, hút len. Ôi xồi. Thơm phức. Mùi mới. Thơm phức. Thơm phung phức anh em ạ. Đấy, nắp cái hút nó vào đi anh cho nó xịn. Xoay anh. Rồi. Trời ơi. Đây là một combo. Một combo gọi là siêu phẩm. Siêu phẩm. Chân dài. Mà anh em chiếm cũng nhá. Để em dựng nút cái máy lên thôi. Giới thiệu với mọi người mình có một combo 1TX Mark 3 7200, 85, 100 macro và 2470. Đây là một combo gọi là siêu phẩm. Trùng cuối của nhà Canon đời DSLR nha các bạn. Sắp tới thì chúng ta sẽ chỉ có giờ 3 hoặc là ra giờ 1 thôi. Đây có lẽ là bộ siêu phẩm cuối cùng của nhà Canon. Cái dòng DSLR. Nhưng mà nó cũng là một con máy cực kỳ là ngon nhá anh em. Giới thiệu mọi người mình có một cái 7200IS3. Một cây 85 F1.4IS và cây 2470IS, cây 2470 đời thứ 2 của nhà. Cuối cùng là cây 100mm macro. Cái này
Cái này là chụp sản phẩm hoặc là chụp beauty chân dung cũng rất là ok nha mọi người. Chúng ta sẽ đi test thử con 100 macro trước. Anh nhấn nút cái đây xuống, em tháo cho. Cầm chắc nhé. Rồi. Anh cắm vào mao của nó. Vâng. Rồi. Cạch. Nghe tiếng của tiền rồi đấy. Tháo được phước anh ạ. Tháo cắt trước. Ui giời. Bật máy anh ơi, ở dưới này này. Đây. Ui giời. Nghe quạt cái. Rồi. Đây các bạn. Mời anh em chiêm ngưỡng combo 1X Mark 3 đến từ anh Giang, Vương Giang Camera nhé mọi người. Anh em mua máy thì anh em chạy qua anh Vương Giang, anh em có thể test thử máy các thứ nhé. Rồi sau đó thì anh em cứ trải nghiệm thoải mái, sau đó thì mọi người mua. Đây là một cái combo 1X Mark 3 kèm theo một cái 100 Mark Pro. Anh nắp thẻ đi. Đây đây anh em, chúng ta sẽ nắp cả để anh em xoay cái vòng này ngược lại chiều kim đồng hồ. Và chúng ta có một cây SanDisk 128GB. Tốc độ con này tốc độ là 1700, đọc và wire là 1200. Anh cắm đi anh, đây nó sẽ có một cái đầu. Đúng rồi, như thế thôi anh. Không phải ạ, lộn lại đằng kia. Chính xác, ấn vào trong một cái. Rồi, được rồi anh. Bật máy. Rồi chúng ta sẽ tiến hành bật máy. Ok, đây đang chế độ quay anh ạ. Chuyển vào chế độ chụp và chúng ta bấm vào đây một cái để chuyển sang chế độ live view. Đó. Anh con này cũng có màn hình cảm ứng như bình thường nhé. Anh em có thể vuốt ngang này, chúng ta có thể chỉnh cửa khẩu. Cho thấp cái này xuống một chút đây. Bật chúng ta sẽ vào quick setup AVKB nhưng mà cái này nó đang cho AVKB wide. Standard posture nét 7 rồi. Contrast trừ 1, saturation đại nguyên trừ 1, ok. Tối rồi. Rồi. Anh em có nhìn thấy nút AF on của M1X kia không anh em? AF on to dã man. Ừ.